ngày 22 tháng 5 nhằm ngày 30 tháng 4 năm Canh Tý, chư tôn đức các huyện phía Nam của tỉnh Quảng Nam đã vân tập tại tổ đình Tịnh Độ, thành phố Tam Kỳ cùng thực hiện lễ Bồ Tát, thính giới chung, đồng thời họp thống nhất việc tổ chức khóa an cư kết hạ Phật lịch 2564. Tại buổi họp, Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự và Ban tăng sự Phật giáo tỉnh thông qua thông bạch của Hội đồng trị sự về việc tổ chức an cư kết hạ Phật lịch 2564. Qua nhiều ý kiến phát biểu, phiên họp đã biểu quyết thống nhất tổ chức đạo tràng an cư tại chùa Hòa An, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ dành cho chư tăng các huyện phía Nam tỉnh Quảng Nam. Chiều ngày 15 tháng 4 âm lịch nhuận sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên để cung thỉnh ban chức sự đạo tràng an cư, và sáng ngày 16 tháng 4 âm lịch nhuận sẽ chính thức tác pháp kết giới an cư tại chùa Hòa An.